Rồi, bây giờ chúng ta sẽ sang tiếp với một ví dụ, mà đây sẽ là một ví dụ mà chúng ta thấy rằng nó sẽ thể hiện được tính chất hóa học của oxy. Để xem ví dụ này chúng ta sẽ có thể là khai thác ở những khía cạnh nào các em nhé. Ví dụ của chúng ta như sau. Oxy hóa hoàn toàn một hỗn hợp gồm 23,2 gam gồm có sắt và đồng bằng oxy dư. Thu được m gam hai oxit đúng không ạ? Mặt khác để hòa tan hoàn toàn lượng oxit y này thì cần 100 ml này và yêu cầu tính giá trị của m. Đúng không? Yêu cầu tính giá trị của m. Thế thì với cái này chúng ta làm như nào bây giờ nhỉ? À có vẻ hơi khó đấy, nhưng mà chắc chắn không khó đâu. Đúng không? Đầu tiên là chúng ta sẽ khai thác ở đây theo khía cạnh như thế này, giải bằng cái phương pháp là giải phương trình đi, đúng không? Lập phương trình phản ứng sau đó giải đi, đúng không? Thì cách 1. Nào. Sắt cộng với oxy tạo thành Fe3O4, được chưa? Và cân bằng nhá. Cu cộng với oxy tạo thành CuO, được chưa? Sau đó bây giờ Fe3O4 lại cộng với HCl, đúng không ạ? Fe3O4 cộng HCl. Sản phẩm ở đây sinh ra sẽ là FeCl2, FeCl3 và nước ạ. Được chưa? Hay là CuO cũng thế. Được chưa? Có hai phương trình này và chúng ta sẽ điền số mol luôn vào nhá. Ví dụ ở đây đây là x mol này, đây là y mol đồng này, thì chúng ta sẽ có ở đây là x trên 3 mol Fe3O4 này, đây là y mol CuO, y mol CuO sẽ tương ứng với 2 y mol HCl này, đây là x trên 3 đúng không, thì đây sẽ là 8x trên 3, được chưa? Đấy, đến đây rồi thì chúng ta sẽ có thể là giải hệ ra đúng nhỉ? Suy ra hệ phương trình. Suy ra hệ phương trình. Hệ phương trình gì đây? À, 56x cộng 64y sẽ bằng 23,2. Phương trình thứ hai là 8x trên 3 cộng với 2y sẽ bằng là 0,1.